cá bạc má nữa ký 25.000, ký 50.000, mực nữa ký 50, ký 100 luôn á chị ơi. Cá bạc má nữa ký 25.000, ký 50.000, mực nữa ký 50.000, ký 50.000, mực nữa ký 50, ký 100 luôn á chị ơi. Ký 50, ký 100 luôn á chị ơi. Cá bạc má nữa ký 25.000, ký 50.000, mực nữa ký 50, ký 100 luôn, ký 100 luôn á chị ơi. Cá bạc má nữa. Là mù đó, là lột mực là trước khi mình rồi vuốt ở trong ra cho nó lấy này ra luôn. Còn cái này nè, mỏ nè, bóp cái này nè. Đó, rồi xong. Đơn giản không. Cầm cái kéo cắt cái này, cắt xét xuống cái lường luôn, là sắc xéo nha. Là mất cái kỳ này luôn. Mũi thả vô mực nó không có săn lại nó. Cái 10 ký này mấy ký rồi bán như đó khỏi tới giờ. Muốn sớm đi rồi cho nó hư, mắc một bỏ ngăn mát ăn từ từ không có hư. Đừng bỏ ngăn đá nha, bỏ ngăn mát đi. Cá bạc má nữa ký 25.000, ký 50.000, mực nữa ký. Thank you.
Cái này tươi quá. Tươi.
kiểu nó xương, nó xương hơn. Nguyên một dãy vậy nè, nó xương dâm hết. Thích nó giòn, không, có độ giòn lắm bác. Không có xương chéo, nó chỉ có xương ngang thôi. Cá nữa khỏi nói luôn.